Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh mực cô bé đang ngồi học bài này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Đừng theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh, một em bé đang ngồi đọc sách cùng với một bé mèo này. Cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, gặp lại các bạn.